đồ lớn. Đây thì sẽ là một cái video chúng ta cùng mở quà xem là sẽ có hai hộp quà gì đây nhé. Hai quà này không phải của mình đâu, mình ủng hộ thôi. Thử tính như con trao ấy. Rồi, xem xin mở quà chúng ta cùng xem qua một chút để tổng qua một quà thôi. Thì một quà chủ nhật nha các bạn. Có mặt tiếp tục rồi, ô lưu, có một trái tim xanh. Còn ngoài chúng ta sẽ có một cái nơ bồ. Không, có một cái thiệp đây. Mình sẽ bóc trước xem thiệp này như thế nào nhé. Chúng ta sẽ có một cái thiệp mà hết Free Friday. Rồi, ngoài thiệp có hình không qua đạp. À, chắc là mình có một cái phong bì này. Chúng ta sẽ có một phong bì. Phong bì chắc. Phong bì không gì. Có lẽ cái phong bì này sẽ để cái thiệp này vào đây. Nhưng mà mọi người chắc là quên. Rồi. Chúng ta sẽ có một cái thiệp nổi này. Và xem cái thiệp là cái gì nhá. Rồi. Chúng ta sẽ có, ở đây mình có là hàng lưu ly. Hàng lưu MCIMP2P chị Hằng Hồ, em Minh Phương. Chúc các bạn cho năm hạnh phúc, người có người năm hạnh phúc. Để ghi hết cái đấy lại nhá. Rồi đây. Rồi. Này mấy bạn này để rất là đang mở hộ. Tiếp theo chúng ta sẽ unlock luôn. Có vẻ như là một chiếc điện máy ấy. Đúng là món sở trường của mình. Nó lắm rồi, mua quà ấy, thì Tết rồi mới làm cho quà. Quà Tết là thế này chị. Một cái xếp trình triệu. Phải trường. Mình ơi. Mình ơi, gửi lại để người ta biết là ngồi đi ăn. Rồi, như vậy là sau cái lớp bao bì thứ nhất. Tại vì người ta gói quà, người ta có rất gói bằng cái tâm nên mình mở quà không? Xem mở cái tâm thì mình sẽ mở rất là tự cực. Nó cũng là cái gói quà rất là mất thời gian. Chứ còn xé toàn cái thì nó không trả ý nghĩa gì quà. Bóc quà chúng ta phải bóc từ từ. Nó mới cảm nhận được cái phục vụ gửi món quà này. Mình không thích cái kiểu gửi quà xé quà thì món theo này. Nhưng mà đã xem như là công dạng của sách công nghệ rồi. Mình nhìn thấy một cái sản phẩm của Tiki rồi. Một cái đơn hàng được ship của Tiki nào. Cái này chắc cần phải nhận tâm. Wow, một cái tỷ của lắp lên lắp. Có thể là bộ hộp ấy thì sao? Chúng ta có một cái air cooler. Không phải thì chúng ta cần phải chịu sự cung suất của chúng ta. Chúng ta làm từ trước kia và đã bóc mất đơn giá. Chào mừng các bạn. Rồi, ở đây thì mình có một cái sản phẩm Enfusio của Lock and Lock và được ship ở trên Tiki, nguyên ship của Tiki luôn. Có vẻ như đơn hàng này trong khi nhận được Tiki thì nhân viên của họ không chuyển hàng đến trong không ạ? Còn nguyên ship. Và đây chúng ta sẽ có một cam kết hoàn tiền nên thì sale của Tiki là 10 tháng 10 là 10 tháng 10. Ở đây thì mình có cái thông tin đặt hàng của bạn là Hồ Đức Hạnh. Hồ Đức Hạnh đến cuối là 1 tháng 3 và địa chỉ ở 4 Valley City. Đơn hàng này thì hai của bạn đang nhìn cái số lượng và có thể là bán trước cái phần. Vâng, không nắm lung tung lên kia đã mở luôn sản phẩm cho anh em xem đi. Cái này thì đóng chống nước rất là chắc. Wow. Mình không nhớ rõ lắm cái mã của con này là bao nhiêu tiền nhưng mà nó cũng
không phải chỉ là những bài của em. Thôi, ở bên ngoài chúng ta sẽ có là một cái hộp của Lock and Lock, nhãn hàng rất là tiếng về các thiết bị đồ dùng gia dụng. Ở đây có một cái bảo vệ quang lắm, mở bên trong chúng ta sẽ có cái gì. Đầu tiên chúng ta sẽ có một hộp này. Hôm nay mình khả năng mình nghĩ là dây điện. Đúng rồi, chúng ta sẽ có một cái dây sạc. Đây chúng ta sẽ có một cái đầu nguồn cấp là 24V 1.2A. Đầu sạc bình thường. Con này sẽ dùng điện là 1.2V. Chúng ta sẽ có một sách user view để sử dụng máy lọc nước của Lock and Lock em studio. Trên này thì yêu hoàn toàn bằng tiếng Việt, rất là dễ dàng cho các bạn có thể tìm hiểu sâu cái gì. Rồi đi vào em nhân vật chính rồi. Có một số gì không? Đây, ngôi sao của đêm nay đó chính là em này. Chúng ta sẽ có một em máy lọc không khí trộn. Trong hộp thì cũng biết rồi, chúng ta sẽ có một cái đai sốt. Hôm nay mình sẽ bỏ qua và rác thì mình sẽ đưa qua cái này. Đó. Rồi, đây chính là chiếc quạt lọc không khí air filter của Lock and Lock. Và đi kèm chúng ta sẽ có một túi quạt này. Các thử đánh giá trên tay nhanh chiếc máy Lock and Lock Air Studio. Tổng quan thì nó sẽ là một cái hình trụ dài, cũng giống một cái loa của JBL. Đây, lỗ này sẽ là lỗ chúng ta cắm dây điện vào. Trên này thì nó có một cái hướng dẫn giúp chúng ta có thể mở để tháo các bộ lọc ở trên chiếc máy này. Ở phía trên này thì nó sẽ có không rõ con này điều khiển bằng cảm ứng hay là thầy cũng chưa sử dụng sản phẩm đấy thôi. Không có nút nguồn này, thì khả năng sẽ cảm ứng. Ở đây nó sẽ có cái đèn báo ba đèn led, nó ghi là 8H, 4H có thể là thời gian hẹn giờ để chúng ta quạt. Và trên này thì có cái mốc của quạt cùng với chế độ 2 nít sleep. Đó. Ở dưới này thì nó có một cái nút rất là hiển thị đèn. Ở phía trên đấy, sản phẩm này chúng ta sẽ có là một cái đế để chúng ta có xanh được không? Thông số thì là E-Fusier. Con này cũng không ghi mã là bao nhiêu, chỉ ghi là sử dụng nguồn điện 2V và sản phẩm ít nhất đi chung khựa nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm thử thử. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm thử chiếc E-Fusier của Lock and Lock nha. Chúng ta test thử luôn phần bảo hành. À, thưa thưa, chiếc lại cái bảo hành ra. Ở đây thì đi kèm sản phẩm của bạn sẽ có một cái worry đi cả. Nhưng mà cái trên phiếu thì mình không thấy ghi serial number của sản phẩm này, thì cũng biết sản phẩm bài hình của mình. Chỉ thích có bảo hành 1 năm, nó cũng có mã. Chắc bảo hành mình đi. Rồi, thử thế nào. Mấy có mã có là gì ạ? Để chúng ta xem. Cốt nó đấy. Cốt gì ạ? Cốt là cái... Xe kia của hộp ạ. Này thì đang có mã của sản phẩm này, thưa là cái sản phẩm này không có serial number đâu ạ, còn cho tên. À đây, cái này mình có thể thì đấy khi là phần cân lâu không tay to thì thảo mở cái sản phẩm rồi. Đây nó sẽ có một cái để giữ trung tâm, để chúng ta có một cái jack DC 23V. Khả năng lên trước. Lần đầu tiên mình sử dụng cái sản phẩm Air Courier này. Wow, con này nó sẽ có một cái đèn. Theo mình biết là ngoại nó sẽ đây. Wow. Như vậy thì nó sẽ là một chiếc quạt gió này. Và những cái tiếng này là cảm ứng nha anh em. Đây là tiếng mốt của quạt này, 2 này. Mít là trung bình này, mít là chế độ này. Đây nó sẽ có một cái nút để chỉnh cái led này. Cái đèn này cũng ngoại nhá. À không, cho mình thấy là đây cái đèn led nó hiển thị 10 màu sắc. Cái này là nó liên quan kho trang trí cho sản phẩm. Ở đây chúng ta sẽ có các cái mốt 2 giờ, 4 giờ, 8 giờ. Đây là cái chế độ hẹn giờ, tức là dùng cho đúng 2 tiếng đồng hồ thì quạt nó sẽ tự tắt. Rồi, à,
Rồi như vậy hôm nay thì mình đã giới thiệu bạn về cái sản phẩm lắp lắp Fujio từ trên Tikinam dưới dạng là một cái phần quà tặng. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip và nhớ video hay và nhớ các bạn nhớ like sắp ở kênh của chúng ta.